bạn Cupid đây và chúng ta lại ghép đôi trên phố đi bộ thôi. Rồi, cặp đôi tiếp theo nào? Đôi tiếp theo. À, bạn nữ vừa lúc ấy, bạn nào xung phong không? Bạn này vừa xung phong giơ tay đúng không? Anh ơi, anh bật lại bách lại cho em cái đoạn trước lúc đấy là bảo là em có người yêu rồi. Bây giờ em có người yêu chưa? Em chưa. À, trời ơi! Chưa? Hay là vừa chia tay người yêu xong đúng không? Chưa có người yêu. Chưa có người yêu thì vừa bảo nói rồi đúng không? Đúng không? Ok, mời em vào đây nào. Là chị Chín à? Ok. Ở đây có bạn nào lái chị này không? Đâu, vào luôn, anh vào luôn. À, anh làm siếc vừa rồi đâu? Đây, vào đi anh. Biến 5 lít nhá. Ok rồi, mời các bạn này vào nào. Vào rồi. Cẩn thận vào con gái người ta. Rồi, bạn đi theo mình nào. Rồi, ai nữa? Vào đi. Ok, còn ai nữa không? Vào đi, thôi em vào đi. Không sợ hả? Ông đi tán gái không sợ hả? Đây, ông không vào để tôi vào, ok đi chưa? Đây. Ok, lại vào em. Đây. Nhiều quá. Đây đúng không? Rồi, em lại vào em. Rồi, được chưa? Bây giờ có em. Bây giờ bạn có muốn đi một vòng để bích thân người không hay là từng này đủ rồi? Từng này đủ rồi. Từng này đủ rồi đúng không? Đã chọn được ai chưa? Đã có sự lựa chọn cho mình chưa hay cần suy nghĩ thêm một chút nữa? Rồi ạ. Ok, chọn rồi đúng không? Nào bây giờ tôi nói này. Các ông được vào thì vào luôn, không thì tôi sẽ không đi một vòng mà mời như vào lúc nãy nữa đâu. Là để chốt luôn đấy. Ok, 3 2 1. Ok, rồi. Giới thiệu nào? Giới thiệu cho các bạn thì cũng biết ạ. Mình tên là Thùy Anh, mình sinh năm 1999 và quê ở Nghệ An ạ. Ok. Thùy Anh, 99, quê Nghệ An, bắt đầu. Giới thiệu từ các bạn nam nào? Các bạn này có vào không? Bạn này có vào không? Bạn ấy có vào không? Đang đứng đâu ấy? À, ok rồi. Cùng quê rồi, nhà to nhá. Ờ, em chào chị ạ. Em tên là Duy, em 202, em ở Hà Nội. Ok, tiếp. Chào bạn, mình tên là Chiến, mình 194 ở Hà Nội. Ok, tiếp luôn. Mình tên là Hưng, mình đến từ câu lạc bộ Liên Đoàn Xiếc. Mình sinh năm 98. Lừa rồi. Rồi. Alo. Đi. Con bé. Mình tên là Trường, người Hải Phòng nhá, sinh năm 96. Ok. Hải Phòng thế nào? Mình tên là Thành, mình sinh năm 2000 và quê gốc ở Hà Nội. Ok, rồi tiếp luôn. Em nhiều đấy. Tiểu cho em tên Dũng ạ, em 202, em quê Yên Bái cơ. Ok, tiếp. Chưa giới thiệu em tên Quang, em 2002 ạ, em ở Hưng Yên ạ. Ok. Dạ em tên Hoàng ạ, em 2000 ạ, em ở Yên Bái. Ok. Dạ em tên Dương, em 2003, em ở Bắc Ninh. Ok. Quê anh Khá. Ôi bạn ơi. Quê anh Khá, ok. Ôi hình như càng lúc càng đông đúng không? 2, 4, 6, 8, 7, 9, quên. Ai, 10 đâu? Rồi có 9 bạn. À có 10 nữa. Nào 10, giới thiệu đi 10. Em tên 6, 2003 ở Yên Bái ạ. Em tên là 6, tại sao em lại đứng vị trí thứ 10 mà em không vào luôn từ lúc nãy? Em cũng đang phân vân không biết là mọi người xếp cho em lên thứ 6 đây này, chết dở. Thế là em là 10 đấy. 10 cũng được ạ, 10 cho tròn. Ok, rồi, tình hình là đông như này. Tôi sẽ phải cho thêm một cái vòng nữa. Bây giờ các bạn hãy nói một câu thuyết phục. Làm sao để cho bạn Elsa Việt Nam mà để chọn mình, đúng không? Đúng. Bây giờ nhớ đâu mình lại thay đổi sự lựa chọn thì sao? Câu đầu tiên, nói câu gì làm sao cho bạn ấy đổi vị trí cho em xuống cuối được không? Không có đâu. Chị ơi em hỏi. Em có bằng phi công rồi đấy. Anh già, như gừng càng già càng cay. Anh 94 mà đúng không?
3, 2, 1, bắt đầu. Em à, hãy chọn anh có thể làm cho em hạnh phúc. Ôi rồi. Làm gì đấy? Anh nói như hoàng tử trong công chùa thế á? Em thì em đơn giản thôi. Quan trọng là mình ở với nhau tình cảm thoải mái là được ạ. Rồi, ok. Anh thì sao? Anh biết làm siếc. Anh có thể biến từ 50 đến thành 500. Anh thì nói thật là em à, anh thì là quê gốc là người Hải Phòng. Đó. Nhưng mà mình nếu mà em chọn anh thì là có thể là em về em cùng với anh bán chia đồ ảo thuật. Okay. Mình sinh ra là ảo thuật mà. Ok. Mình là chủ shop Tôn Ngộ Không Hà Nội luôn. Ok. Không nhào bồ đôi. Bạn này em xa lắm nhỉ? Đúng. Thôi đơn giản là trời nóng thì anh cần em thôi. Kiểu gì? À, vì Elsa là công chúa, à là nữ hoàng băng giá đúng không ạ? Hay là tôi không xem hoạt hình đoạn này đâu? À, mình thì không biết thả thính như các anh ở đây. Nhưng mà mình chỉ nói những người khó khăn thôi. Nhà mình rất giàu. Ôi, khô khăn thì chất lượng này. Nó ở cái tập chất. Em cũng không biết thả thính đâu. Em cũng nói thẳng là chị có muốn lái máy bay không ạ? Sao mày cá? Em muốn nói là em bị lôi vào á. Vì cút cơ mẹ. Dạ. Nói một câu để cho bạn đi chọn mình. À, dạ, nếu mà chị có tìm phi công thì cứ tìm đến em ạ. Đây chưa. Tuy em không phải là bình gôn nhưng mà em vẫn muốn lái chị ạ. Lỗ bản thế chứ lịnh. Sao mày cá mà rồi. Nó phải như bạn cuối cùng đúng không? Đúng. Rồi. Một ông là không phải bình con, một ông thì giàu, một ông thì có bằng phi công, cả một ông thì bán đồ Tôn Ngộ Không ở khắp Hà Nội đúng không ạ? Quá chuẩn luôn. Rồi, theo format của chương trình, nếu như mà bạn chọn ai thì hãy chạy đến và nắm tay người đấy vào và chúng ta sẽ ghép đôi nhá. Và bây giờ thì Vi Hoàng sẽ mời 5 bạn nam. À quên, đây không phải 5. Đây là 10 bạn. 10 bạn đằng sau quay. Các bạn ơi, các bạn muốn chọn ai ạ? 3, 2, 1, bắt đầu. Mọi người cổ vũ ai? Chỉ đi. Ôi, em không phải bị cô thì em muốn lái chị à? Ok, cảm ơn tất cả các bạn lần này ạ. Bình gôn, em đứng ra đây, em ra ra đây nào. Bất ngờ không mọi người? Bất ngờ nhờ. Rồi, ok. Lần đầu tiên gặp nhau đúng không? Theo format của chương trình, chúng ta chưa biết gì về đối phương nhưng mà mình sẽ phải thả thính đối phương một câu nói hoặc một hành động. Người thực hiện sao bạn nam? Đi trước anh. Em chẳng biết nào. Em không biết như nào là phạt. Ôm rồi. Ôm á? Lần đầu tiên gặp ôm luôn. Ok. Sao mặt hoảng hốt thế? Không ôm được không ạ? Không ôm được á? Tại sao? Tại vì mới quen làm. Nhưng mà bạn ấy không biết thả thính bằng cách nào đấy. Thì bạn ấy muốn ôm, gọi là ôm một cái chào đầu tiên được không? Được. Ok, rồi. Ôm như thế á? Ôm như thế thôi á? Ôm như thế tí phạt đấy. Rồi. Giới thiệu nào? Anh Lâm, không, thả thính, quên mất. Qua đoạn giới thiệu đã. Không biết là phạt. Em muốn hôn vào má. Tuy chị là lớn rồi nhưng mà chị vẫn thích phi công. Ơi ra gì đấy. Đáp trả lại câu bình ngôn đúng đấy đúng không? Thôi tạm bỏ qua nhá, tài nhầm tạm chấp nhận nhá. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân nhá. Mời bạn nam. Em là Dương. Bỏ ra bạn ơi. 203, em là Phong Văn Định. Bỏ ra. Rồi ok. Thằng thanh con này chứ phải tôi bấm cho mới nhá. Em là Thủy Anh, sinh năm 1999, 24 tuổi ở Nghệ An ạ. Rồi hai bạn giới thiệu với nhau, không phải giới thiệu với Vi Hoàng nhé. Chị tên là Thủy Anh, chị sinh năm 99, 24 tuổi, quê ở Nghệ An. Bây giờ hỏi là hỏi về bạn ý đi, hỏi về bạn nam đi. Đã bao giờ quen người hơn tuổi chưa? Hả? Em đã bao giờ quen người hơn tuổi chưa? Em rồi. Em 2 tuổi ạ. Rồi yêu một người thôi hay là nhiều người rồi? Yêu một người đấy ạ. Hôm nay sao bạn lại chọn mình ạ?
tại vì mình thích người cao hơn mình. Này nhưng mà trong vườn lúc nãy cũng rất nhiều người cao hơn bạn mà. Bạn này cao nhất ạ. À cao nhất, rồi. Thế tại sao hôm nay em lại chọn con xem này lên đây? Em chọn bậy thôi ạ. What? Em chọn bậy thôi. À chọn bậy thôi. Thế còn chọn nghiêm túc thì nó như nào nữa? Nó lồng lộn, lồng lộn hơn ạ. Và ai cả đái. Uầy, em có thích cosplay gì không? Em không ạ, em chỉ làm mẫu ảnh tự do với lại bán hàng online thôi. À bán hàng online à, thế em đang làm gì? Em á, em đang giờ em đang làm việc ở nhà. Làm việc cho gia đình. Ờ. Làm việc cho gia đình. Làm sếp à? Em kiểu phụ mẹ em. Phụ mẹ làm gì? Em làm hoa. Hoa. Hoa, bán hoa. À, bán hoa. Bán nó kiểu như các kiểu công ty Samsung. Cái gì? Bán nó kiểu công ty Samsung. Sao bán hoa cho công ty Samsung là sao? Kiểu như là mình cắm hoa cho công ty xong kiểu người ta chọn. Ok, hiểu. Em thích hoa không? Em có. Em nghĩ sao ngày mai có một bó hoa đặt trước nhà em? Thật là tuyệt vời. Rất là tuyệt. Rất là tuyệt. Nhà em có bán hoa không? Em có. Ngày mai thì sao? Ok. Vậy em phải yên tâm, mai em phải nói là nhà địa chỉ chị ở đâu? Nhà chị ở đâu ạ? Nhà chị ở Nghệ An. Đâu ở trên này Hà Nội ấy. À ở Thường Tín. Em bảo luôn, mai sẽ có một bó hoa. Mai sẽ có một bó hoa tặng chị. Quá tuyệt vời. Mai sẽ có một bó hoa đến tận Thường Tín cho em rồi. Trời ơi. Nào bây giờ còn thắc mắc gì đối phương không nào? Hay là mình test thể lực của bạn nam luôn nào? Test thể lực luôn. Test luôn nhá. Bây giờ bạn nữ đang mặc váy dày này. Váy này rất là dài đúng không? Làm sao để xòe được cái váy này ra cho đẹp nhở? Quay, quăng đi. Bế nhá, bế không quay được không? Em bế không? Em quay một vòng tròn thôi được không? Bế đi quanh vòng. À bế đi một vòng à? Ok. Có cho bạn ý bế không? Có. Ok. Nhưng mà em hơi nặng ấy. Em nghĩ em khỏe không? Được, khỏe. Thử nhá. Ok. Bắt đầu nào. Ok. Đi một vòng nào. Ok. Này nhưng mà tại sao không ôm mặt nam? Không sợ ngã à? Em ngại ạ. Có thể vững chắc không? Có. Có nhưng mà anh chưa thể vững chắc, mình bế lại từ đầu đi em. Bế thêm phát nữa xem nào. Bạn bế theo kiểu khác đi. Bế thẳng lên. Ờ, bế thẳng lên xong đứng im thôi. Được không? Bế thẳng lên mũi chạm mũi. 10 giây, quay xong. 2, 3. Rồi, mũi đâu? Mũi chạm mũi đi nào. 2, 3. Ok, chơi một vòng mà em. Sau này để anh camera đi một vòng lại nhá, thì mới là quay xong đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi. Trò này kể phạt được đối phương thì các bạn sẽ phải nói làm sao để đối phương tin mình. Thì mình sẽ được phạt đối phương, còn nếu đối phương không tin mình thì mình sẽ bị phạt. Trò chơi được mang tên là nói thật. Cho anh mười búa. Búa. Bây giờ ai sẽ là người chơi trước? Thôi từ lúc đấy bạn nam chủ động rất nhiều rồi. Bây giờ bạn nữ đi. Đặt ra câu hỏi đầu tiên. Em yêu mấy người rồi? Em mới yêu được 2 người. Tin không? Tin. Tin, em bị phạt rồi đấy bé. Ủa gì vậy? Ôi, mặt em hoảng hốt thế. Tin mà, tin là bị phạt rồi. Không tin ạ. Không tin giờ không còn cơ hội rồi. Tiếp nào. Chị yêu được bao nhiêu người ạ? Và mối tình chị kiểu như là trân trọng nhất. À, kiểu bị cắm sừng. Yêu lâu nhất đấy hả? Vâng, yêu lâu. Chị yêu 3 người rồi, mối tình lâu nhất là 2 năm. Tin không? Tin. Tin à? Em bị phạt tiếp rồi đấy. Một đều. Rồi, làm sao phạt được bạn ý nhá? Em có nghĩ là chênh lệch tuổi của mình thì khó khăn trong chuyện tình cảm để đối phương. Em có nghĩ là chênh lệch tuổi sẽ bị khó khăn trong tình cảm không? Không. Em nói sâu hơn đi. Đối với em thì tuổi tác không quan trọng vấn đề, chủ yếu mình yêu nhau đủ lớn hay không để bao dung nhau không. Em có tin điều đấy không? Tin. Tin là em lại bị phạt rồi đấy. Em biết điều đấy không? Có nhưng mà sự thật thì em phải tin thôi. Ok, rồi. Câu cuối nào. Có. Chị có ngại yêu sao? Có.
Tin không? Thì... Rồi, em định nói gì nói nốt nào. Cụ thể là chị muốn kiểu người đối phương mình ấy như nào, kiểu như là gần hay là kiểu gu như nào? Gu của chị là cao giống em, chị rất muốn yêu gần nhưng mà chị không muốn yêu xa ấy. Em thì em cũng chuẩn bị lên Hà Nội học thì chứ bên nào. Nhưng mà em nếu mà chị thì em sẵn sàng lên trên này ở luôn được. Ấy, nghe chắc chắn chưa? Nhưng mà thôi, tin rồi đúng không? Tức là hai đều. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ có hai vị trí để đánh trên cơ thể của đối phương. Và bây giờ mời bạn nữ nhá, bạn nữ sẽ làm trước. Hãy đánh hai vị trí bắt đầu bằng chữ T trên cơ thể của bạn nam. Chán. Không đánh mạnh lên, đánh mạnh cho kêu lên. Đánh lại vào đầu đi. Rồi. Rồi. Cay thế nhỉ? Em cay thế sao nhỉ? Tiếp nào. Hãy đánh bạn nữ bắt đầu bằng chữ M. Má. Rồi. Đằng sau. Không, đằng sau gì tôi không biết. Để mọi người hô. M. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ông ơi, tôi nói ông nghe nhá, bắt đầu bằng chữ M ấy, nó có rất là nhiều. Mu bàn tay, mu bàn chân. Thế sao ông cứ phải đánh vào mông là sao? Đầu ông không nghĩ được cái nào trong sáng thôi nào? Má, mồm, môi. Trời ơi, rõ ràng bàn này rất đen tối nhá. Cẩn thận đấy. Phương mặt xinh đẹp này không thể nào đánh vào mặt được. Má. Ông vừa còn gõ vào má người ta mà ông bảo là ôi mặt đẹp như này không đánh. Tự lươn thì mẹ. Ông lươn đấy. Rồi ok, và bây giờ trước khi đi để quyết định hai bạn còn thắc mắc điều gì ở đối phương thì hãy đặt ra thật nhanh nhé, vì chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian đâu. Mình không có gì. Em thì em không. Ok, quyết định luôn nhá, xin mời hai bạn đằng sau quay. 10 giây bắt đầu. 10. Ít. Em quay lại là vì để em với bạn làm bạn của nhau ấy. Em nói chuyện với bạn đi. Mình quay lại là vì muốn hai chúng ta làm bạn của nhau. Tại vì là vị trí cách xa nhau quá nên là mình cũng không yêu xa được ấy. Mình cũng nói lúc đầu mình cũng nói là không yêu xa được. Nhưng mà mình muốn hai người có thể là làm bạn với nhau, có thể là đi chơi cùng nhau, ăn uống các kiểu nữa. Ok, nhưng mà như thế là thành công rồi mà đúng không? Tức là các bạn đã đồng ý làm bạn rồi và ngày hôm nay các bạn là người lạ và ghép đôi và các bạn đồng ý để cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau sâu hơn. Thì mình có thể tạm biệt nhau bằng một cái ôm mà mình dắt nhau ra đây được không nào? Bế luôn đi nào. Bế thẳng ra luôn nhanh. Ôi giời ơi. Ôi, các bạn thấy không? Hôm nay nhá, ghép bao nhiêu đôi, thành công bấy nhiêu đôi. Các bạn có thấy là hôm nay một ngày đẹp trời mặc dù là Hà Nội hơn 40 độ. Các bạn đừng quên like, share and subscribe cho Vi Hoàng Cupid cùng với các SBK Entertainment. Còn bây giờ thì ở đây có ai độc thân không nhá?